Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mát mẻ do mưa nhiều về chiều, còn với Bắc Bộ và Trung Bộ đã bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Cụ thể thì đợt nóng này sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ ngày mai ở miền Bắc dự báo phổ biến với ngưỡng nhiệt là từ 35 cho tới 36 độ. Tại Hà Nội và một số nơi mức nắng nóng gay gắt ở ngưỡng là 37 độ, trời nắng chói chang từ sớm cho tới chiều. Còn với miền Trung, Bắc Trung Bộ tức là từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh có nắng nóng, ngưỡng nhiệt từ 35 cho tới 37 độ. Trong khi đó thì từ Đồng Hới trở vào cho tới Bình Thuận chưa xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Lưu ý là ở Trung Trung Bộ, nắng trong buổi sáng và đầu giờ chiều, còn đêm nay và chiều tối mai thì sẽ có mưa rông, còn với khu vực Nam Trung Bộ mưa xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Trong cơn rông thì có thể kèm theo đó là hiện tượng gió giật mạnh cũng như là sấm sét đi kèm. Nơi có mưa nhiều hơn cả đó là khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Sáng mai thì trời có mưa ở một vài nơi, còn đêm nay và trưa chiều mai thì mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa phổ biến sẽ từ 30 cho tới 50 mm, riêng tại khu vực Tây Nguyên cục bộ có nơi trên 90 mm. Đề phòng theo đó là hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, tại vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau phía Tây huyện đảo Trường Sa dự báo sẽ có gió mạnh ở cấp 5 tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trời mưa rông rải rác, đề phòng theo đó là nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc xoáy. Lên tới huyện đảo Hoàng Sa mưa vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió sẽ ở cấp 3 tới cấp 4. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.